ba dấu hiệu quan trọng cho thấy Nga chuẩn bị đánh lớn. Phương Tây toát mồ hôi vì ông Zelensky. Chiến trường Nga-Ukraine thời gian tới diễn biến ra sao? Nga áp dụng chiến thuật nghìn vết cắt bất ngờ tấn công Ukraine tổng lực. Sự tích tụ binh lực, hoạt động chế áp hỏa lực, vô hiệu hóa hệ thống thông tin liên lạc của đối phương là những dấu hiệu cơ bản của một trận đánh lớn. Tờ Washington Post của Mỹ cho biết chỉ trong vài ngày mở chiến dịch tấn công Kharkov, lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn lực lượng vũ trang Ukraine trong cái gọi là cuộc phản công mùa hè 2023 kéo dài 6 tháng, từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2023. Theo các nhà phân tích của ấn phẩm, quân đội Ukraine đã chiếm được 199 km2 ở vùng Orykhiv, tỉnh Zaporozhye, với vỏn vẹn một mục tiêu là làng Robotino, được coi là có giá trị. Trong khi nhóm quân của Nga đã giải phóng được 294 km2 chỉ trong chưa đầy 10 ngày, với hai mục tiêu quan trọng đã và sắp đạt được là các thị trấn chiến lược Vochan và Lipsy. Sau khi lực lượng vũ trang Ukraine thất bại liên tiếp ở Kharkov, giới phân tích đã mổ xẻ các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và ngày càng tìm ra lý do dẫn đến sự thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga về hướng Kharkov. Trong những nguyên nhân đó, vấn đề quan trọng nhất là việc giới tướng lĩnh Ukraine đã bỏ qua những dấu hiệu tình báo nhận biết về một chiến dịch quân sự lớn mà Nga sắp triển khai. Dấu hiệu cảnh báo sớm cần phải lưu ý là sự tích tụ binh lực bất thường của đối phương. Bởi trước khi mở một chiến dịch quân sự lớn, bất cứ quân đội nước nào cũng phải điều chuyển lực lượng từ các khu vực khác đến điểm tập kết tạm thời, vận chuyển vũ khí trang bị hạng nặng đến gần chiến tuyến. Vào cuối tháng 4 vừa qua, Moscow đã tuyên bố thành lập một nhóm quân đội Nga mới ở khu vực giáp đông bắc Ukraine, được thành lập trên cơ sở các đơn vị bảo vệ biên giới quốc gia ở các khu vực Belgorod, Kursk và Bryansk. Giới truyền thông phương Tây dẫn các nguồn tin tình báo quân sự cho biết nhóm quân mới của Nga ở khu vực giáp với đông bắc Ukraine có quân số vào khoảng 40.000 quân, được trang bị xe tăng và các xe bọc thép hạng nặng. Đây là dấu hiệu cho thấy các hoạt động quân sự lớn sẽ xảy ra ở khu vực này trong tương lai. Đây là quãng thời gian cần thiết để bên phòng thủ tăng viện lực lượng, trang bị và củng cố thế trận phòng thủ, giảm thiểu thiệt hại trước làn sóng tấn công hỏa lực phủ đầu của đối phương. Dấu hiệu cuộc chiến sắp diễn ra là hoạt động chế áp cứng, làm mềm chiến trường. Để dọn đường cho bước đột phá bằng bộ binh, lực lượng hàng không, vũ trụ và pháo binh Nga đã tiến hành tấn công hỏa lực liên tục vào Kharkov trong 3 ngày liên tiếp, sử dụng hàng chục quả bom FAB-500, 1.500 với bộ hiệu chỉnh mục tiêu UMPC mỗi ngày. Đòn đánh giáng vào các cơ sở của lực lượng vũ trang Ukraine ở tuyến sau như Stary, Santos, Degachi, Lipsy và thành phố Kharkov. Đồng thời, Nga cắt đứt tuyến đường cung cấp cho Provinik bằng cách sử dụng tên lửa X-38, KH-38 để phá hủy một cây cầu bắc qua sông Vochia gần làng Zabino. Đặc biệt, lực lượng vũ trang Nga đã phóng ít nhất 6 tên lửa đạn đạo đánh trúng kho đạn và bãi tập trung quân của Ukraine ở Chuguev. Đây là dấu hiệu rất quan trọng cho thấy cuộc tấn công sắp bắt đầu sau vài ba ngày tới. Bên phòng thủ không còn nhiều thời gian để làm công tác chuẩn bị chống lại các đợt tấn công mãnh liệt của đối phương. Đồng thời, khu vực bị tấn công hỏa lực mạnh mẽ nhất sẽ là điểm quyết chiến trên toàn mặt trận. Dấu hiệu cuộc tấn công bắt đầu là hoạt động chế áp mềm, cắt đứt khả năng chỉ huy, điều khiển và thông tin liên lạc. Một nguyên nhân quan trọng khiến Nga đạt được thành công nhanh chóng trên chiến trường là khả năng tác chiến điện tử mạnh mẽ, khiến trước và ngay khi bắt đầu chiến sự, các đơn vị Ukraine đã mất quyền kiểm soát nhóm máy bay không người lái UAV giám sát, việc tích tụ và triển khai lực lượng của nhóm quân phía Bắc của Nga. Sau khi dùng biện pháp chế áp cứng, tức là sử dụng hỏa lực mạnh để làm mềm chiến trường, Nga đã áp dụng biện pháp chế áp mềm, sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử làm Ukraine mất khả năng chỉ huy tác chiến, điều phối hỏa lực, không thể kết nối liên lạc và mù mịt về thông tin chiến trường. Tất cả các thiết bị đầu cuối Starlink hỗ trợ máy bay không người lái trinh sát của Lữ đoàn Phòng thủ Mặt đất số 125 đều không thể hoạt động vào rạng sáng ngày 10 tháng 5, thời điểm mà hai mũi tấn công của quân đội Nga đánh qua biên giới và tiến theo hai hướng Lipsy và Vochan. Kết quả là Lữ đoàn đảm trách phòng thủ đoạn biên giới với Nga trải dài 43 km ở vùng Kharkov đã thực sự bị mù khi họ không hề nắm được thông tin trinh sát chiến trường, không thể chỉ huy, điều phối hỏa lực. Các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine chỉ có cách liên lạc bằng radio và điện thoại. Sau khi mổ xẻ các nguyên nhân, truyền thông phương Tây ngày càng tìm ra nhiều lý do dẫn đến sự thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga về hướng Kharkov. Tờ Washington Post của Mỹ đưa tin rằng, trước và ngay khi bắt đầu chiến sự, các đơn vị Ukraine đã không có liên lạc vệ tinh, các đường truyền thông tin cũng không thể kết nối.
Washington Post cho biết, chỉ trong vài ngày mở chiến dịch tấn công Kharkov, lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn lực lượng vũ trang Ukraine trong cái gọi là cuộc phản công mùa hè năm 2023 kéo dài 6 tháng, từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2023. Theo các nhà phân tích của ấn phẩm, quân đội Ukraine đã chiếm được 199 km2 ở vùng Orykhiv, tỉnh Zaporozhye, với vẻn vẹn một mục tiêu là làng Rabotino, được coi là có giá trị. Trong khi nhóm quân của Nga đã giải phóng được 294 km2 chỉ trong chưa đầy 10 ngày, với hai mục tiêu quan trọng đã và sắp đạt được là các thị trấn chiến lược Vochan và Lipsy. Washington Post chỉ ra một nguyên nhân quan trọng khiến Nga đạt được thành công nhanh chóng trên chiến trường là khả năng tác chiến điện tử mạnh mẽ. Sau khi dùng biện pháp chế áp cứng, tức là sử dụng hỏa lực mạnh để làm mềm chiến trường, Nga đã sử dụng biện pháp chế áp mềm, sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử làm Ukraine mất khả năng chỉ huy tác chiến, điều phối hỏa lực, không thể kết nối liên lạc và mù tịt về thông tin chiến trường. Theo nguồn tin của Washington Post, tất cả các thiết bị đầu cuối Starlink hỗ trợ máy bay không người lái trinh sát của lực lượng vũ trang Ukraine đều không thể hoạt động vào rạng sáng ngày 10 tháng 5, thời điểm mà hai mũi tấn công của quân đội Nga đánh qua biên giới và tiến theo hai hướng Lipsy và Vuchan. Kết quả là lữ đoàn phòng thủ mặt đất số 125 trải dài dọc đoạn 43 km biên giới vùng Kharkov với Nga đã thực sự bị mù khi họ không hề nắm được thông tin trinh sát chiến trường, không thể chỉ huy, điều phối hỏa lực. Quyền kiểm soát nhóm máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine, giám sát việc tích tụ và triển khai lực lượng của nhóm quân phía Bắc của Nga đã hoàn toàn bị mất. Chỉ huy của lữ đoàn 125 cũng thừa nhận là vào sáng ngày 10 tháng 5, thời điểm cuộc tấn công của Nga nổ ra, lữ đoàn đã mất toàn bộ đường truyền video do bị Nga can thiệp điện tử. Thậm chí chỉ huy đơn vị máy bay không người lái của lữ đoàn báo cáo rằng thời điểm đó họ bị mù hoàn toàn. Các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine chỉ còn cách liên lạc bằng radio và điện thoại. Liên quan đến sự việc này, ông Elon Musk, người đứng đầu tập đoàn SpaceX, cha đẻ các thiết bị đầu cuối Starlink, lại có cách giải thích khác. Theo vị doanh nhân Mỹ này, việc mất liên lạc vệ tinh Starlink là do một cơn bão từ xảy ra trên mặt trời vào ngày 10 và ngày 11 tháng 5 vừa qua. Elon Musk cho biết đây là vụ nổ lớn nhất trong một thời gian dài và nó đã có tác động tiêu cực đến các chòm sao vệ tinh Starlink. Cơ quan tình báo đối ngoại Nga tuyên bố rằng những người phương Tây ủng hộ Kiev đang thực sự quan ngại trước sự việc ủng hộ của công chúng dành cho Tổng thống Zelensky đang giảm nhanh chóng. Nhiệm kỳ 5 năm của ông Zelensky về mặt kỹ thuật sẽ hết hạn vào thứ Hai, mặc dù ông dự kiến sẽ giữ chức vụ của mình. Kiev đã từ chối tổ chức bầu cử Tổng thống mới do tình trạng thiết quân luật. Các cuộc thăm dò dư luận do Mỹ và các đồng minh tiến hành ở Ukraine nhằm mục đích sử dụng nội bộ cho thấy sự thiếu tin tưởng vào nhà lãnh đạo đương nhiệm và một số tổ chức quan trọng của đất nước. Mức độ ủng hộ dành cho Zelensky đã giảm xuống 17% và tiếp tục giảm. Hơn 70% công chúng không tin tưởng vào tất cả các phương tiện truyền thông Ukraine, trong khi khoảng 90% muốn rời khỏi đất nước. Tuyên bố cho biết, ngay cả trong số quân đội, những người đang phải chịu sự điều chỉnh liên tục về ý thức hệ, mức độ nổi tiếng của Zelensky vẫn ở mức dưới 20%. SVR cho biết các quốc gia phương Tây đã thúc giục chính phủ Zelensky tăng cường nỗ lực tuyên truyền để người dân Ukraine lo sợ rằng chiến thắng của Nga sẽ dẫn đến thảm họa cho họ. Tuyên bố tiếp tục cho biết Tổng thống Zelensky, trong khi lo sợ cho sinh mạng chính trị của mình, cũng đã tiến hành một cuộc thanh trừng trong bộ máy quân sự và an ninh để loại bỏ các mối đe dọa có thể xảy ra đối với quyền lực của ông. Tuyên bố gần đây của Kiev rằng một âm mưu của các quan chức cấp cao nhằm ám sát Zelensky đã bị vạch trần, là rõ ràng, là hư cấu và xuất phát từ cuộc đàn áp những người bất đồng chính kiến. Khiếu nại pháp lý về việc Zelensky vẫn tiếp tục tại nhiệm từ ngày 21 tháng 5 đang gây tranh cãi. Hiến pháp Ukraine cấm một số quy trình dân chủ nhất định dưới tình trạng thiết quân luật, chẳng hạn như bầu cử quốc hội hoặc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp, nhưng không nêu ra những hạn chế tương tự đối với các cuộc bầu cử tổng thống. Các quan chức chính phủ cấp cao lý luận rằng việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu toàn quốc trong hoàn cảnh này là không an toàn cho cử tri và cực kỳ tốn kém. Một số phương tiện truyền thông thân thiện với Zelensky thì lập luận rằng một cuộc bầu cử giả định, sự nổi tiếng của Zelensky sẽ khiến ông trở thành lựa chọn mặc định của người Ukraine. Tổng thống Putin nói rằng tình trạng không rõ ràng của Zelensky sẽ đặt ra câu hỏi về bất kỳ hiệp ước nào với Moscow mà ông có thể ký trong tương lai. Lực lượng Nga dự kiến giành thêm bước tiến trên bộ, trong khi Ukraine có thể cải thiện phần nào năng lực tác chiến của không quân trong thời gian tới. 4 tháng đầu năm nay được nhận định là một trong những thời điểm khó khăn nhất của Ukraine trong hơn 2 năm xung đột với Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine lâm vào thế yếu trên tiền tuyến ra 1.000 km khi viện trợ quân sự từ phương Tây chậm lại, một phần vì giới chức một số quốc gia lo ngại chiến sự leo thang dẫn đến đối đầu trực tiếp với Nga.
khối Liên minh phương Tây ủng hộ Ukraine cũng bị phân tâm bởi các điểm nóng xung đột khác, đặc biệt là tại Trung Đông, và bị chia rẽ vì loạt cuộc bầu cử trong nước. Tận dụng những yếu tố đó, Nga ngày 10 tháng 5 mở ra mặt trận mới ở vùng Đông Bắc Ukraine với chiến dịch tiến công tỉnh Kharkov. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh do AFP tổng hợp, Nga giành 257 km2 lãnh thổ trong giai đoạn từ ngày 9 đến 15 tháng 5 tại Kharkov. Nga tấn công theo hai mũi chính là nhằm vào Vovchan để tiến về Kupiansk và nhằm vào làng Lipsy, vị trí mà Nga có thể pháo kích thủ phủ Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết quân đội Nga đã thọc sâu vào biên giới Ukraine 5 đến 10 km trước khi bị lực lượng Ukraine chặn lại. Ngày 17 tháng 5, Tổng thống Putin nói Nga không có kế hoạch kiểm soát thành phố Kharkov mà chiến dịch hiện nay nhằm thiết lập vùng đệm để ngăn các vụ pháo kích qua biên giới. Vùng Belgorod của Nga gần đây thường xuyên hứng chịu các đòn tập kích của Ukraine. Roman Tumov, nhà sử học Nga chuyên về xung đột và chính trị quốc tế cho rằng giới chỉ huy Nga có thể coi việc dịch chuyển trên tuyến sâu vào 5 đến 10 km và chiếm Vovchan là hoàn thành kế hoạch. Để đạt được kết quả như vậy sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho việc lập kế hoạch trong tương lai, Tumov nói. Philip O'Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrew ở Scotland, cho rằng ở giai đoạn hiện tại, Nga không có đủ quân số để chiếm được thành phố Kharkov. Michael Kerman, chuyên gia Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, cũng cho rằng mục đích của Nga không phải là chiếm thủ phủ Kharkov, mà là tiến gần hơn đến thành phố này để đe dọa nó bằng pháo binh, nhằm đẩy Ukraine vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Kiev phải dàn mỏng quân, đưa lực lượng dự bị và các đơn vị tinh nhuệ đến phòng thủ Kharkov. Trong khi đó, Nga vẫn tập trung vào mục tiêu chính là chiếm phần còn lại của khu vực Donetsk ở miền đông, tìm cách kiểm soát các điểm trung chuyển và trung tâm dân cư quan trọng, ông viết. Tại chiến trường miền đông, Nga gần đây đạt được nhiều bước tiến nhỏ sau khi kiểm soát Adepka và làng Ocheretino ở phía tây bắc thành phố này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định Nga có thể tiếp tục tiến về phía tây tới thành phố Bobrov hoặc hướng về phía bắc để phối hợp với chiến dịch công phá Chechnya. Chechnya có dân số hơn 12.000 người trước chiến sự và hiện chỉ còn khoảng 1.000 người. Với địa hình cao hơn khu vực xung quanh, Chechnya trở thành điểm tập kết và căn cứ pháo binh tiền phương của quân đội Ukraine. Điều này khiến Nga liên tục tập kích Chechnya và gây thiệt hại nặng nề cho thành phố. Bobrov, tên gọi trước là Krasnomey, nằm cách Avdiivka khoảng 40 km về phía tây bắc, án ngữ ba hướng về thành phố Donetsk và Bakhmut, đồng thời bên cạnh tuyến đường sắt đi qua Avdiivka. Nếu để mất Bobrov, lực lượng Ukraine sẽ để hở sơn phía nam của thành trì Chechnya cùng các đô thị lân cận là Kramatorsk và Slavyan. Đại tá Pavlo Polisa, chỉ huy lữ đoàn cơ giới số 93 đang chiến đấu gần Chechnya, cho biết ông tin rằng Nga đang chuẩn bị một nỗ lực lớn nhằm phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở phía đông. Một chỉ huy khác của Ukraine tuần trước cũng dự đoán cuộc chiến sẽ bước vào giai đoạn quan trọng trong 2 tháng tới khi Moscow cố gắng khai thác khoảng thời gian khi vũ khí viện trợ Mỹ chưa đến tay Kiev. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là giai đoạn khó khăn đối với chúng tôi, Palisa nói và dự đoán Nga muốn chiếm toàn bộ khu vực Donbass vào cuối năm nay. Jack Walling, chuyên gia tại Tổ chức Nghiên cứu Rusi có trụ sở ở London, đánh giá rằng giống như chiến dịch Kharkov, lực lượng Nga có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công vào các điểm phía Bắc và phía Nam của chiến tuyến nhằm dàn mỏng lực lượng Ukraine. Khi Ukraine điều quân đến những khu vực này để ứng phó, Nga sẽ thực hiện nỗ lực chính là mở rộng kiểm soát ở Donbass, ông viết. Không quân Ukraine có thể thay đổi đáng kể trong năm nay với khả năng nhận hàng chục tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Ukraine tuyên bố F-16 sẽ giúp tăng năng lực phòng không trước tên lửa hành trình và UAV Nga, đồng thời phần nào cứu nguy cho các đơn vị trên tiền tuyến đang bị đối phương oanh tạc liên tục. Nga gần đây tăng cường sử dụng bom lượn để tấn công vị trí của quân đội Ukraine. Loại vũ khí này cho phép máy bay Nga tung đòn oanh tạc mạnh mẽ ở khoảng cách tương đối an toàn. Tiêm kích F-16 với tên lửa không đối không tầm bắn lên tới 500 km có thể giúp Ukraine hạn chế không quân Nga oanh tạc bằng bom lượn. Không quân Nga gần đây mất nhiều máy bay, trong đó có những phương tiện hoạt động cách xa tiền tuyến. Các tổn thất này đặt thêm gánh nặng cho số máy bay đang hoạt động và có thể gây ra thách thức cho không quân Nga trong những trận không chiến sắp tới khi Ukraine nhận tiêm kích F-16. Tuy nhiên, giới chức Ukraine và một số nước phương Tây nhiều lần thừa nhận lượng nhỏ tiêm kích F-16 không thay đổi được cục diện chiến trường. Ngoài ra, vẫn còn câu hỏi liệu các quốc gia phương Tây có giải quyết được thách thức hậu cần và chính trị để cung cấp lượng lớn tiêm kích cho Ukraine hay không. Hải quân Ukraine có thể tiếp tục theo đuổi phương án tác chiến phi đối xứng nhằm vào lực lượng Nga.
Ukraine không còn chiến hạm cỡ lớn, nhưng súng tự sát và tên lửa hành trình diệt hạm của họ đang đặt ra vấn đề nghiêm trọng cho hạm đội biển đen Nga. Mối đe dọa này khiến Nga phải rút các tài sản hải quân giá trị cao khỏi căn cứ truyền thống trên bán đảo Crimea. Ukraine đang tiếp tục phát triển súng tự sát và dự kiến tập kích sâu hơn vào vùng biển Nga kiểm soát. Ukraine đang đàm phán với phương Tây để nhận tàu thuyền mới, trong đó có tàu tuần tra sông do Mỹ chế tạo. Nhưng những con tàu nhỏ này không đủ sức thách thức hạm đội biển đen Nga với quy mô và năng lực tác chiến cao hơn rất nhiều, nên nhiệm vụ đó vẫn sẽ do xuồng tự sát thực hiện. Trong lúc cố thủ trên phòng tuyến, Ukraine sẽ tìm cách làm gián đoạn liên lạc, hậu cần và ngành công nghiệp Nga nhiều nhất có thể bằng các đòn tập kích tầm xa. Những vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào lãnh thổ Nga ngày càng phổ biến. Rất ít dấu hiệu cho thấy Ukraine sẽ giảm bớt tần suất tập kích vào sâu trong nước Nga, dù Mỹ bày tỏ thái độ không hài lòng. Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS MGM-140 với tầm bắn lên tới 300 km sẽ giúp Ukraine tập kích xa hơn bao giờ hết. Trong số các mục tiêu mà Ukraine được phép tấn công có cầu Crimea, nối bán đảo cùng tên với vùng Krasnodar ở miền nam nước Nga. Công trình này mang tính biểu tượng và là huyết mạch hậu cần của quân đội Nga. Tuy nhiên, cơ hội tận dụng năng lực của vũ khí mới như tên lửa ATACMS đang dần đóng lại với Ukraine. Ivan Stupat, cựu sĩ quan an ninh đang làm cố vấn cho Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine nhận định lực lượng Nga có thể thích ứng trong thời gian rất ngắn. Chúng tôi có lẽ có tối đa 2 tháng để phá hủy càng nhiều mục tiêu quân sự của Nga càng tốt trước khi họ thích ứng, Stupat nói. Khoảng 100.000 quân Nga đã mở cuộc tấn công tổng lực trên toàn chiến trường, đẩy Ukraine lún sâu vào thế thủ. Nhiều vị trí quan trọng đã bị lực lượng Moscow chiếm giữ trong đòn đột kích bất ngờ. Nga tung đòn đột kích bất ngờ với chiến thuật nghìn vết cắt. Ngay lúc quân đội Ukraine đang chật vật chống đỡ ở mặt trận Donbass và Zaporizhia, thì quân Nga bất ngờ đánh mạnh vào bên sườn và phía sau lực lượng Kiev. Theo các hãng tin phương Tây và Nga, sáng sớm ngày 10 tháng 5, cụm quân phương Bắc tinh nhuệ của Nga với khoảng 50.000 quân, hơn 400 xe tăng và 930 xe bọc thép đã bất ngờ mở cuộc tấn công vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Cùng lúc đó, lính dù tinh nhuệ, các lữ đoàn bộ binh cơ giới, trung đoàn Cossack, lực lượng đặc biệt Chechnya và lính thủy đánh bộ cũng mở ra cuộc tấn công vào các vị trí tiền tuyến của Ukraine từ hai hướng Zaporizhia và Kherson. Lần này, tổng cộng hơn 100.000 quân Nga đã được sử dụng. Sau hơn 2 năm có lúc thủ lúc công, nhưng vào thời điểm hiện tại, quân đội Nga đã chiếm thế chủ động trên chiến trường và tổ chức hiệp đồng giữa các mặt trận một cách nhịp nhàng và ăn khớp. Trong các cuộc tấn công này, Nga thường sử dụng hỏa lực pháo binh chiến thuật để mở đường, đồng thời sử dụng rộng rãi bom lượn dẫn đường được cải tiến từ bom thường FAB, nhờ đó nâng cao hiệu quả tấn công và giảm thương vong cho lực lượng chiến đấu mặt đất. Theo thông tin chiến trường của quân đội Nga, chỉ riêng trong chiến dịch tấn công ở Kharkov trong 4 ngày đầu, họ đã tiêu thụ hơn 100 quả bom lượn dẫn đường FAB-500 mỗi ngày và thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các vị trí của đối phương. Kết quả là, lực lượng Moscow chỉ mất 1 ngày để chiếm 6 ngôi làng, chiếm tổng diện tích từ 80 đến 100 km2 lãnh thổ ở Kharkov. Từ góc độ chiến thuật, quân đội Nga trước đó đã phát động một cuộc tấn công liên tục vào phòng tuyến của đối phương ở khu vực Donbass. Lần này, họ không chỉ tấn công đồng thời vào Donbass, Zaporizhia và Kherson, mà còn tấn công tổng lực vào khu vực Kharkov trên một mặt trận có chính diện rộng tới 60 km và chiều sâu từ 10 đến 20 km. Việc Moscow mở chiến trường mới buộc Kiev phải căng mỏng lực lượng để phòng thủ, nhưng do khả năng có hạn nên họ vá được chỗ nọ thì lại thủng chỗ kia. Quân đội Nga đã đặt một cái tên rất sinh động cho phương thức tấn công này là nghìn vết cắt, tức là tiến hành một cuộc tấn công toàn diện trên khắp mặt trận. Mục đích của chiến thuật trên là để phát hiện các điểm mạnh yếu của Ukraine, sau đó khoét sâu vào điểm yếu, tiến hành các cuộc tấn công tổng lực để xé nát tuyến phòng thủ, đánh bại đối phương một cách nhanh chóng, không cho họ phục hồi và phản kích. Đánh giá theo nhịp độ phát triển hiện tại của quân đội Nga, cuộc tấn công theo hướng Kharkov dù đạt được tiến bộ lớn nhất và nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lực lượng Ukraine. Tại Kharkov, Ukraine chỉ bố trí một số đơn vị chiến đấu hạng 2, thậm chí hạng 3. Lực lượng vũ trang địa phương ở Kharkov không những thiếu huấn luyện mà còn chỉ được trang bị vũ khí rất kém. Do vậy, khi đối mặt với lực lượng thiết giáp tinh nhuệ của đối phương, quân Ukraine tại đó hầu như không có khả năng kháng cự. Trước tình hình nguy cấp ở Kharkov, Kiev buộc phải rút các đơn vị tinh nhuệ ở một số chiến trường khác để tăng cường khẩn cấp. Tuy nhiên, việc điều quân kiểu rất gấu vá vai này rõ ràng sẽ khiến quân Ukraine bị thiếu hụt ở hướng Donbass và Zaporizhia, tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của quân Nga ở hai khu vực này sẽ dễ dàng hơn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
Trước khi rời kênh, mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo về những video mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại!